Xin chào quý khách hàng của TC Trung Chính Audio. Trong video review sản phẩm hôm nay thì Phương Yên sẽ đồng hành cùng quý khách đi tìm hiểu một thiết bị mixer bền bỉ, linh hoạt, setup nhanh chóng cho giải pháp âm thanh hội trường. Và nhân vật chính của chúng ta xin giới thiệu Mixing Console, bàn chuộn tín hiệu analog Yamaha MG12X. Ngay bây giờ thì mời quý anh chị cùng Phương Yên đi tìm hiểu chi tiết về thiết bị nhé. MG12X nằm trong series MG Mixing Console được Yamaha cho ra mắt vào ngày 15 tháng 3 năm 2022. Mixer Yamaha MG series chúng ta sẽ có 3 loại model, lần lượt là các mẫu tiêu chuẩn, các mẫu MGXU và mẫu MGX. Mẫu bàn điều khiển trộn âm analog Yamaha MG12X không được trang bị cổng USB interface như mẫu MG12XU nhưng vẫn có tích hợp bộ hiệu ứng High Grade. Đầu tiên là về thiết kế thì thiết bị có kích thước là 308mm nhân với 118mm và nhân 422mm, trọng lượng thì chỉ 4,2kg, vô cùng nhỏ gọn và phù hợp với rất nhiều nhu cầu sử dụng, ứng dụng. Mixer Yamaha MG12X thì có thiết kế hộp nhựa cùng với là khung kim loại ở dưới phần đế có khả năng chịu được hao mòn, đảm bảo độ bền sản phẩm và đặc biệt là mang đến vẻ đẹp mạnh mẽ hiện đại. Cũng chính nhờ thiết kế như vậy thế nên là thiết bị sẽ dễ dàng sử dụng và di chuyển, lắp đặt an toàn. Mặt trước của thiết bị từ trên xuống dưới chúng ta sẽ chia làm hai phần. Phần trên là 8 cổng kết nối input và 8 cổng output với đa dạng chất lượng mono, stereo, AUX. Phần dưới là hệ thống các fader điều chỉnh. Mặt bên thì chúng ta sẽ có logo thương hiệu Yamaha cùng số series. Phía mặt trước thì chúng ta sẽ có cổng nguồn, nốt nguồn với nguồn điện đầu vào là 12V. Chúng ta sẽ dùng bộ kết nối nguồn được cung cấp sẵn trong hộp để kích hoạt bộ trộn này và bên cạnh đó thì sẽ có tên, một số thông tin đến từ nhà sản xuất. Chúng ta cũng có thêm bộ giá RK MG12 có sẵn khung kim loại. Đi sâu vào phần mặt trước thì chúng ta sẽ thấy được một hệ thống đầu vào, đầu ra, các núm điều chỉnh được sắp xếp vô cùng dễ hiểu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có ở hàng thứ nhất có 4 cổng đầu vào ký hiệu Midline là dạng jack combo, sử dụng jack canon cũng được hoặc là dùng jack 6 ly cũng được. Xuống tới hàng thứ hai thì chúng ta có thêm 2 cặp cổng đầu vào sử dụng jack 6 ly. Bên cạnh là 2 cặp cổng đầu vào stereo sử dụng jack 6 ly và 2 cặp cổng stereo sử dụng jack 3.5. Ở đường ra âm thanh chúng ta sẽ có 2 cổng jack canon đầu ra chính, phía dưới sẽ có thêm 4 cổng jack 6 ly gồm 1 cổng foot switch để cắm nhạc cụ đàn organ, 1 cổng phone để cắm tai nghe kiểm tra âm thanh. Bên trái nữa là 1 cổng monitor out để cắm ra loa kiểm âm. 2 cặp cổng jack 6 ly đầu vào sẽ cho ra ở đây. Phía dưới là hệ thống điều chỉnh 12 kênh, quý khách có thể điều chỉnh âm thanh và âm lượng cũng như các chế độ high, mix, loud, pan của từng kênh. Nếu sử dụng micro tụ điện, chúng ta sẽ bật công tắc Phantom 48V màu đỏ tại khu vực này. Phía bên cạnh này thì chúng ta sẽ có thêm thông số LED hiển thị. Thông số này thì sẽ cho biết chương trình hiệu ứng được chọn bằng núm xoay program. Số sẽ nhấp nháy trong khi lựa chọn. Tuy nhiên, nếu vài giây trôi qua mà không có lựa chọn nào được thực hiện thì chương trình sẽ trở về số cuối cùng được chọn. Sử dụng thêm núm vặn parameter để điều chỉnh thông số, độ sâu, tốc độ cho hiệu ứng đã chọn. Và đây chúng ta có 12 fader đầu ra, 1 fader điều chỉnh đầu ra các group tín hiệu và thêm 1 master tổng. Trên mỗi giải fader, quý khách sẽ thấy một fader mức 10mm có thể điều chỉnh thanh trượt. Các fader này sẽ điều chỉnh âm thanh đầu ra của các loa full range, loa sub hay các loa monitor. Các model thuộc series MG được tích hợp bộ tiền khuyết đại D-Free loại A rời của Yamaha, sử dụng mạch Darrington ngược cung cấp nhiều năng lượng hơn với trở kháng thấp hơn, mang đến âm trầm dày, tự nhiên và âm cao mượt mà bay bổng với độ méo tiếng rất thấp. Ngoài ra, bộ tiền khuếch đại D-Free sở hữu dải tần rộng, ấn tượng, cho phép chúng ta xử lý tín hiệu từ bất kỳ nguồn âm thanh nào. Việc có sẵn âm thanh trung thực sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức, thay vì phải dùng equalizer hoặc những hiệu ứng xử lý để mix bản nhạc của mình. Với công suất 22W và thêm nhiều tính năng ưu việt, MG12X được người dùng đánh giá là thiết bị tuyệt vời hơn cả những gì một chiếc mixer sở hữu trong tầm giá. Ngoài ra, bộ xử lý hiệu ứng SPX của Yamaha đã chứng minh được sự xuất sắc. Hiệu ứng SPX của MGX kết hợp với bộ khuếch đại Mic Depri tạo nên một chiếc mixer tuyệt vời, dễ dàng điều chỉnh ở bất kỳ không gian nào. Thêm vào đó, một Knox Compressor cho phép người dùng truy cập ngay tức thì vào các cài đặt Compressor được tối ưu hóa cho giọng nói, giọng hát và nhạc cụ thông qua một núm xoay duy nhất. Vừa rồi thì Phương Nguyên đã cùng quý khách hàng đi khám phá Mixing Console MG12X đến từ nhà Yamaha. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, mời quý khách hàng truy cập website trungchinhaudio.vn hoặc liên hệ tới số hotline 0902 188 722. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi. Phương xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Âm thanh của bạn, sứ mệnh của chúng tôi.